Hey yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Laptop AZ. Mình là Minh Cận. Ở trong video lần trước về top 5 những chiếc laptop trong tầm giá từ 20 đến 25 triệu cho lĩnh vực multimedia ấy, thì mình có giới thiệu đến với các bạn hai mẫu máy cùng cha khác ông nội của nhau. Đó chính là chiếc Dell Ryzen 7510 và chiếc Dell Ryzen 5510. Hai chiếc máy này thì tuy cùng là máy chạm thế nhưng nó lại đại diện cho hai ngôn ngữ thiết kế và cũng như là cái mục đích sử dụng của nó hướng tới những tệp người dùng là khác nhau hoàn toàn. Và theo như mình có để ý được ấy, thì thông thường thôi là những chiếc workstation mỏng nhẹ hơn như thế này này, nó sẽ có một cái mức giá trong cùng một cấu hình ấy, nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với những chiếc to dày hơn như thế này. Vậy thì cái sự khác biệt đấy chủ yếu là đến từ đâu và nó hướng đến những cái đối tượng người dùng cụ thể là như thế nào, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì intro. Và hai chiếc máy này mình chọn ra đây là hai đại diện theo mình thấy là tiêu biểu nhất của cái dòng laptop workstation mỏng nhẹ cũng như là to dày hơn mà mình muốn nói đến trong video ngày hôm nay. Và sự khác biệt của hai chiếc máy này thì nó đến chủ yếu từ phần thiết kế này, hiệu năng cũng như là mục đích mà hai chiếc máy này đem lại là khác nhau. Và đến với cái đầu tiên là về thiết kế ấy, thì ở trong thiết kế có một cái rất là nổi bật mà mình thấy là các bạn có thể nhận ra được ngay rõ sự khác biệt. Đó là đối với những chiếc workstation to dày hơn mà điển hình như mình đang có ở đây là chiếc 7510 ấy, thì vì một thiết kế dày hơn như thế nên các hãng hoàn toàn có thể cho nó một chiếc quạt có công suất lớn này, nhiều ống đồng hơn này, nhiều khe thoát gió tản nhiệt này. Và đương nhiên là từ những cái linh kiện ở bên trong máy như thế thì trong quá trình sử dụng nó sẽ đem lại cho các bạn một cái mức nhiệt độ rất là mát này, cũng như là hiệu năng của nó có thể ổn định trong một thời gian rất là dài. Nó có thể kéo được toàn bộ sức mạnh đa nhân của con CPU ở đây như mình đang có là i7-6820HQ mà các bạn không hề lo là nó bị giảm xung hay là nó bị giật lag trong cái quá trình mà các bạn chẳng hạn như là render một file rất là nặng. Tuy nhiên ấy, việc mà có hai quạt công suất rất là lớn này, nhiều khe thoát gió tản nhiệt này, thì khi mà hoạt động máy hoạt động ở công suất cao ấy thì nó sẽ kèm theo một tiếng quạt rất là ồn. Chiếc 7510 này bọn mình đã có test thì nếu như so với những chiếc máy gaming cùng tầm giá hiện nay ở mức khoảng độ 23 triệu ấy thì theo mình thấy là nó có thể êm hơn một chút, thế nhưng nó vẫn là tiếng ồn. Và nếu như bạn nào khó tính ấy mà thực sự để ý đến cái vấn đề tiếng ồn này thì các bạn có thể thấy là đây là một điểm rất là gây khó chịu với các bạn. Hơn nữa thì việc nhiều khe thoát gió tản nhiệt như thế này nó cũng khiến cho chiếc máy trong quá trình sử dụng có thể bị rất nhiều bụi bẩn bám vào trong các khe tản nhiệt cũng như là cánh quạt. Từ đấy là khiến cho máy của các bạn nó có thể bị nóng hơn này, nó có thể bị bụi bẩn bám nhiều hơn, dẫn đến mất tính thẩm mỹ của máy đi. Thì điều này các bạn hoàn có thể khắc phục bằng cách là nên đi vệ sinh máy thường xuyên một chút để tránh máy bị tình trạng là lúc nào cũng khoảng độ 90 độ ấy. Nó sẽ khiến cho các bạn có một cái trải nghiệm sử dụng thực sự là không tốt một chút nào. Thế còn với một chiếc máy workstation mỏng nhẹ hơn, chẳng hạn như là chiếc 5510 mình đang có ở đây thì sao? Chiếc máy này có một cái quạt nhỏ hơn này, máy mỏng hơn, từ đó không thể được trang bị nhiều ống đồng hay là cũng không thể làm được quá nhiều khe thoát gió tản nhiệt, thì nó sẽ làm cho chiếc máy của các bạn sẽ không được mát mẻ cho lắm khi hoạt động với một công suất lớn hay là hoạt động với những tác vụ kéo dài. Chẳng hạn như là các bạn render này, hay là các bạn xử lý những cái tác vụ nặng như là chơi game, hay là thậm chí là các bạn tạo dựng hình ảnh 3D ấy. Nhưng mà nếu như cái hình ảnh 3D của bạn mà quá nhiều chi tiết thì chiếc máy này cũng có thể bị nóng lên trong một quá trình các bạn sử dụng. Lợi ích của cái việc mà nó được trang bị một cái quạt nhỏ hơn như thế thì các bạn hoàn toàn có thể thấy rõ là trong quá trình sử dụng thì gần như nó sẽ không có bất kỳ một tiếng ồn nào được phát ra. Điều đấy rất là tốt khi mà các bạn làm việc ban đêm, hay là những bạn nào mà khó tính với cái vấn đề tiếng ồn một chút thì hoàn toàn không có gặp vấn đề gì với chiếc máy này cả. Hơn nữa thì việc mà không có quá nhiều khe thoát gió tản nhiệt ấy sẽ giúp cho các cái linh kiện bên trong máy của các bạn trong quá trình sử dụng lâu dài sẽ ít bám bụi bẩn hơn. Và đương nhiên là chiếc máy nó sẽ giữ được một cái độ bền cao hơn một chút so với những chiếc laptop workstation mà thường xuyên bị bám bụi rồi. Điểm tiếp theo mình muốn nói ở trong phần thiết kế đó chính là về chất lượng hoàn thiện. Thì chúng ta phải đồng ý với nhau một điều rằng là dù là laptop workstation to và dày hay là những chiếc laptop workstation mỏng nhẹ hơn ấy thì đều là những sản phẩm rất là cao cấp của các hãng sản xuất. Vậy nên chất lượng hoàn thiện của nó là cực kỳ hoàn hảo. Các bạn sẽ không thể tìm thấy được bất kỳ một điểm trừ nào về chất lượng hoàn thiện của hai chiếc máy này cả. Thế nhưng ấy, việc mà đặt hai cấu hình gần như là tương đương nhau vào trong hai chiếc máy, một chiếc máy thì to dày hơn này, một chiếc máy thì mỏng nhẹ hơn ấy, thì để cho chiếc laptop workstation to hơn có thể hoạt động một cách ổn định cũng như là ở một mức nhiệt độ mát nhất có thể ấy, thì đơn giản thôi, các nhà sản xuất chỉ cần cho thêm vào đấy là ống đồng này, gắn thêm quạt này, hay là làm thêm rất là nhiều khe gió tản nhiệt. Thế nhưng các bạn không thể làm được điều đó với một chiếc laptop workstation mỏng nhẹ đâu, bởi vì là nó vẫn phải đảm bảo cho các bạn một cái tính thẩm mỹ rất là cao. Khi mà hãng phải đặt toàn bộ những cái linh kiện mạnh như thế vào trong một cái thân hình mỏng nhẹ và sexy hơn như thế này
thì đương nhiên là họ phải có những cái phương án tối ưu tốt hơn rất là nhiều. Họ phải tính toán làm sao để khi mà các bạn sử dụng này, nó vẫn đáp ứng được đủ các nhu cầu cho các bạn này, nó vẫn có thể hoạt động ở trong một thời gian dài ở một mức khá là ổn định, và đương nhiên là cũng không được làm ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình trải nghiệm của các bạn. Chính vì thế cho nên hãng cần phải đầu tư một lượng chất xám nhiều hơn này, đầu tư thời gian cũng như là công sức để làm cho những chiếc máy này có một cái độ hoàn thiện cao hơn so với những chiếc laptop workstation to dày. Và điều này cũng đã trả lời cho câu hỏi ngay từ đầu mình đặt ra là tại sao mức giá của những chiếc laptop workstation mỏng nhẹ này nó lại chênh hơn so với những chiếc laptop workstation to dày một chút. Đó là bởi vì phải đầu tư thời gian cũng như là chất xám vào nhiều hơn mà. Và ý thứ ba mình muốn nói đến ở trong phần thiết kế là về phần ngoại hình. Thì về phần ngoại hình thì mình tin là các bạn cho dù có phải là một người hay quan tâm đến laptop hay là không thì các bạn hoàn toàn có thể thấy rõ được hai chiếc laptop mình đang để trên bàn này có một ngoại hình cực kỳ khác biệt. Những chiếc laptop workstation to hơn ấy thì đem lại cho các bạn một cảm giác là hơi to dày này, rất là nặng này. Và đôi khi có một số bạn sẽ thấy rằng cái ngoại hình của nó hơi thô một chút. Thế nhưng khi các bạn dùng những tính từ như là to này, dày này, thô này để miêu tả một chiếc máy thì mình đoán là các bạn cũng đã phần nào mường tượng được về cái sức mạnh của những chiếc máy này. Nó sẽ đem lại cho các bạn một cái sức mạnh hiệu năng rất là bền bỉ này, ổn định này. Thậm chí là có những chiếc laptop workstation với một mức cấu hình cực kỳ cao thì nó có thể đem lại cho các bạn những cái trải nghiệm không khác gì một chiếc desktop cả. Nó cực kỳ mạnh, cực kỳ bền bỉ, chắc chắn và ổn định. Thế còn những chiếc laptop workstation mỏng nhẹ thì sao? Nó đem lại cho các bạn một cảm giác thời trang hơn này, mỏng nhẹ, sang trọng hơn, thậm chí là đôi khi là có phần cao cấp hơn nữa. Cho nên là những chiếc laptop này thì một thân hình mỹ miều và sexy như thế thì đương nhiên là nó sẽ không phù hợp để làm những công việc quá nặng. Và đương nhiên làm ở những công việc tầm trung thì nó hoàn toàn có thể giữ cho các bạn được một mức hiệu năng rất là tốt ở mức ổn định. Và về phần nhiệt độ thì đương nhiên là mỏng nhẹ thì sẽ phải đánh đổi một chút so với laptop workstation to nặng thôi. Và cái yếu tố cuối cùng mình muốn nói đến trong phần thiết kế đó chính là về phần cổng kết nối. Thì cái phần này cũng không có gì nhiều để nói cả, mà mình chỉ muốn nói là những chiếc laptop workstation to dày này thì nó sẽ có tất cả những cổng kết nối mà các bạn cần để làm việc. USB-A, USB-C này, cổng sạc này, cổng xuất ra màn hình rời này, hay là vân vân mây mây rất nhiều cổng khác nữa nếu như các bạn cần. Tuy nhiên những chiếc laptop workstation mỏng nhẹ này thì nó sẽ bị lược đi một số cổng để cho chiếc máy có thể có một cái độ dày nó được giảm thiểu hơn so với những chiếc máy này. Cho nên là chúng ta chỉ có khe thẻ nhớ này, USB này, cổng sạc và cổng xuất hình ra màn và cổng HDMI thôi. Cho nên là nếu như các bạn cần rất là nhiều cổng kết nối để kết nối thêm với những cái thiết bị ngoại vi bên ngoài ấy, thì lựa chọn một chiếc workstation to dày hơn sẽ là một sự lựa chọn đáng giá hơn đấy. Và tiếp theo đến cái mục thứ hai ấy, đó là về phần hiệu năng. Thì sau khi mà mình điểm qua những cái thiết kế, những cái sự khác biệt trong thiết kế của hai chiếc máy này ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được là một chiếc workstation to dày như thế này ấy, thì với việc là có tản tốt hơn này thì nó sẽ có hoàn toàn có thể giúp cho các bạn có thể làm việc ở trong một cái thời gian rất là lâu này, làm những cái việc rất là nặng này, mà hoàn toàn có thể giữ được cái sự ổn định. Thậm chí là tản tốt như thế thì nó hoàn toàn có thể tận dụng được hết toàn bộ sức mạnh của tất cả các nhân CPU. Cho nên là nó cực kỳ thích hợp cho bạn nào thường xuyên phải làm việc đa nhân, như là làm render này, hay là làm những cái công việc mà tạo dựng những hình ảnh 3D nhưng mà lại cần sự chi tiết cao này. Còn về những chiếc laptop workstation mỏng nhẹ thì cái việc mà phải hy sinh một chút về phần tản nhiệt ấy thì nó chỉ phù hợp cho các bạn nào mà làm những công việc ở cái mức độ vừa phải này. Và tản nhiệt của nó thì theo mình thấy là mình đã có thử rồi thì nó chỉ tản nhiệt tốt cho những cái tác vụ đơn nhân thôi. Cho nên là nếu như các bạn nào mà thường xuyên phải edit video này thì các bạn hoàn toàn có thể thoải mái mà edit trên chiếc máy này. Các bạn có thể mang ra quán cà phê này, edit xong rồi về nhà. Nếu như các bạn có một chiếc máy khác thì hoàn toàn có thể sử dụng những cái chiếc máy đấy để render cũng được. Hoặc là sử dụng chính những cái chiếc máy workstation mỏng nhẹ này để render cũng được. Thế nhưng mình khuyên các bạn là không nên sử dụng chiếc máy này để render những cái project quá nặng, bởi vì là khi đó thì tản nhiệt của chiếc máy này sẽ không thể chịu đựng nổi và nó sẽ khiến cho các bạn bị giảm xung nhịp này, và quá trình render các bạn sẽ trở nên chậm hơn so với những chiếc máy mà có tản nhiệt tốt. Và sau hai phần là thiết kế cũng như là hiệu năng thì mục đích của những chiếc máy này là dành cho ai? Thì đối với những chiếc laptop workstation to nặng ấy, thiết kế hơi to nặng dày hơn nhưng lại đem lại tính bền bỉ ổn định ấy, thì nó cực kỳ phù hợp đối với những các bạn sinh viên làm ở bên mảng xây dựng này, các bạn mà làm kỹ sư nhưng mà thường xuyên phải di chuyển nhiều nơi này. Nó hơi nặng một chút nhưng mà đương nhiên là những chiếc laptop thì nó vẫn có một tính di động hơn là những chiếc PC. Hay là các bạn cần cái tính toán kỹ thuật trong quá trình xây dựng hình ảnh 3D một cách chính xác ấy, thì dòng cạc Quadro nó sẽ thể hiện sức mạnh của nó cực kỳ rõ ràng ở cái phần này. Và đương nhiên là cái việc mà tận dụng tốt cái hiệu năng đa nhân ấy,
Thì nếu như các bạn chẳng hạn như có sở thích làm phim ngắn giống như mình ngày trước chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này để render những cái thước phim dài ở một cái chất lượng rất là cao mà không hề lo là chiếc máy bị ảnh hưởng về phần nhiệt độ hay là bị giảm xung hay là bị một cái gì hết, nó vẫn sẽ chiến rất là tốt. Còn về những chiếc laptop workstation mỏng nhẹ này thì sao? Thì như mình đã nói ở trên rồi, thì việc tận dụng tốt hiệu năng đơn nhân ấy thì nó rất phù hợp cho các bạn làm về chỉnh sửa ảnh 2D đối với những phần mềm như là Photoshop này, AI hay Lightroom này. Các bạn cần phải edit video tại chỗ sử dụng các phần mềm như chẳng hạn như là Adobe Premiere hay là DaVinci Resolve thì chiếc máy này vẫn có thể làm được. Thậm chí nhá, trong quá trình các bạn tạo dựng hình 3D, chiếc máy này vẫn có thể dựng được hình 3D. Nó chỉ là không phù hợp lắm đối với quá trình render mà thôi. Tóm lại thì hai chiếc máy này có hai ngôn ngữ thiết kế cũng như là hai mục đích khác nhau. Và qua chia sẻ của mình ở trên ấy, thì mình hy vọng là sau video này các bạn có thể xác định được đúng nhu cầu của mình và lựa chọn được cho mình chiếc máy phù hợp nhất. Và nếu như các bạn có bất kỳ điều gì muốn thảo luận có thể comment ở dưới phần bình luận bên dưới. Nếu thấy hay thì đừng quên like và share cho kênh YouTube của Laptop AZ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.